Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cách để mà cắt một cái quần jean dài như thế này thành cái quần jean chính tắc nha các bạn. Đây là cái quần jean của chúng ta, nó dài như thế này. Đấy, các bạn nữ mà mua về mình mặc mà thấy cái quần jean dài mình mặc thời gian nó chán á, thì mình sẽ cắt thành cái quần jean lỡ như thế này là mình mặc sẽ đẹp hơn nha các bạn. Nhìn cũng dễ thương ha. Tùy theo mỗi người mà cái chiều dài khác nhau mà mình cắt nha các bạn, chứ không phải cắt chính tắc là ai cũng mặc ngắn ngắn nha các bạn. Mình phải đo nha các bạn. Ở đây là mình đã đo sẵn nha các bạn. Bạn nữ này chiều dài là mình cắt là 76 nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cắt nha các bạn. Đây, mình đo sẵn đây nè. Tới đây là 76 nha. Mình sẽ cắt dưới đây chiều cao 4 phân. Đây. Đây mình sẽ để lên đây. Này. Nhưng mà mình may lại như thế này thì nếu mà mình cắt thành quần lỡ mà mình may kiểu như thế này sẽ không đẹp nha các bạn. Mình sẽ lặn ra bề ngoài như thế này, săn lên như thế này, mình may lại như ở đây sẽ lặn ra như thế này, may sẽ đẹp hơn. Bây giờ mình bắt đầu may nha. Ok, bây giờ các bạn còn theo dõi mình may nha. Lạnh thiệt luôn á, dưới lạnh hơn đây, lạnh hơn nhiều. Chóng quá. Xong rồi ống nghe các bạn, cũng theo gió lạnh lắm. Ở nhà em á, hôm chiều về nè, đi ra đâu có tắm nổi. Nấu nước sôi đổ vô tắm đi nổi. Mùa này phải vậy rồi. Ở ngoài Bắc sao tắm trời, tắm mình đứng nóng lạnh ha. Có máy nước nóng lạnh mình mua, mình gắn vô cái bình ấy của mình đó. Có. Hình như là có 2 triệu mấy một cái nè. Bữa hôm anh cho 2 cái luôn kìa. Đâu có gắn vô đâu. Anh đang mua cái mới á. Nhưng mà cái phòng của mình là phải kín, đừng có bị ngáy mới được.
Ok, ống thứ hai cũng xong rồi nha các bạn. Bây giờ mình ủi lại cái nó là xong nha. Okay, xong rồi nha các bạn. Đây, các bạn nhìn thấy không? Mình vừa chia sẻ với các bạn cách để mà cắt một cái quần jean dài hình quần chín tấc này các bạn. Các bạn có thể tận dụng các những cái quần jean cũ của mình đó nha. Và mặt trán mình đang cắt thành quần ngắn như thế này, quần lửng như thế này. Mình có thể mặc đi chơi. Ok, đỡ tốn tiền mua những cái chiếc quần mới mà như thế này nha các bạn. Đây, video của mình đến đây là hết nha các bạn. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ nha các bạn. Còn bạn nào có nhu cầu sửa chữa quần áo thì hãy đến chợ Bách Hóa Quyền Mỹ Thuận để tìm mình nha. Mình sẽ ưu tiên sửa đồ cho các bạn trước nhé, thông qua kênh của mình. Chào tạm biệt các bạn nha.